tại sao Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên không xuất hiện khi mà Tiêu Viêm giải cứu Hải Bà Đông? Vậy là loạt phim đấu phá thương khung Huyết Chiến Vân Làm đã chính thức phát sóng. Hiện tại câu chuyện đã được khơi mào rõ ràng. Tập đầu tiên bắt đầu bằng một đại cảnh, và đó là một nhóm cao thủ của Vân Lam Tông bảo vệ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Bà Đông, với tư cách là người có sức chiến đấu cao nhất của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đương nhiên phải ra tay chiến đấu. Với sức của Hải Bà Đông, một chọi hai thì vẫn khá là ok. Vì lẽ đó, mấy tên trưởng lão Vân Lam Tông quyết định đánh hội đồng. Và tất nhiên, với thực lực mạnh như thế, anh Đông đã bị tóm sống. May mắn thay, Tiêu Viêm đã đến kịp thời vào thời điểm quan trọng. Ngay khi xuất hiện, Tiêu Viêm đã lao tới cuộc chiến như là một siêu nhân, sau đó triệu tập những cao thủ từ Hắc Sắc Vực tham gia trận chiến. Một trận chiến lớn đã được phơi mào, nhưng không biết anh em có để ý hay không, chính là trong đám người mà Tiêu Viêm mang đến không có bóng sáng của Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên. Vậy thì câu hỏi đặt ra, tại sao lần này Tiêu Viêm dẫn người đi giải cứu Hải Bà Đông, không thấy Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên, hóa chăng cả hai đi ăn trộm dược liệu đã bị tóm? Hôm nay, mời anh em đến với tại sao Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên không xuất hiện khi mà Tiêu Viêm giải cứu Hải Bà Đông. Ấn một like để mình biết anh em đã sẵn sàng và get go thôi. Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên đã đi đâu? Theo lý mà nói, thì một màn lớn như vậy đã đến lúc mọi người tham gia trận chiến, và Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên cũng nên tham gia trận chiến. Dù sao hai người này cũng là trợ thủ đắc lực của Tiêu Viêm, nhưng hai người đã biến mất. Những người khác sau khi tham gia trận chiến đều đứng thành một hàng sau lưng của Tiêu Viêm. Tất cả những đôi cánh ở phía sau lưng chứng minh thực lực của họ đều là cảnh giới đấu vương trở lên. Sau đó, theo lệnh của Tiêu Viêm, tất cả các cao thủ của Vân Lam Tông đã bị xóa sổ. Câu hỏi Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên đã đi đâu thực ra rất dễ giải thích, chỉ có một nguyên nhân, đó là cả hai đã bí mật đến kho báu của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc để lấy trộm đan dược trong lúc hai bên đang giao tranh. Nhiều người có thể ngạc nhiên khi mà thấy điều này, bởi vì Mỹ Đô Toa có phải là một người như vậy đâu, làm sao cô nàng có thể làm ra chuyện trộm bảo vật của người ta được, thậm chí có thể nói là lợi dụng lúc gia tộc người ta lâm vào khốn cảnh. Thế nhưng loại chuyện này thực sự đã xảy ra, trong cốt truyện chính của đấu phá cũng đã đề cập đến. Mà nói thật, đây không phải là lần đầu tiên, ngay từ khi Tiêu Viêm dẫn người trở về Sa Ma Đế Quốc, Tử Nghiêm đã có ý nghĩ nhờ Mỹ Đô Toa giúp mình trộm bảo vật của người khác, bởi vì nàng trở sinh đã có thể đánh hơi được bảo vật. Kỹ năng này, chỉ cần nàng ngửi nhẹ mũi là sẽ biết nơi nào có bảo vật. Thế nhưng vì sức yếu nên để nắm chắc phần thắng, nàng còn gọi Mỹ Đô Toa tham gia vào những phi vụ đẻ đời của mình. Sau lần hợp tác đầu tiên, Mỹ Đô Toa và Tử Nghiêm đã bị Tiêu Viêm mắng té tát vào mặt, thế nhưng cả hai vẫn chứng nào tật nấy. Lần này Tiêu Viêm dẫn mọi người trở lại đế quốc Sa Mã. Sau khi Tử Nghiêm nhìn thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cô cảm thấy bên trong có rất nhiều bảo vật nên đã cầu xin Mỹ Đô Toa giúp cô một tay. Và Mỹ Đô Toa khi mà nhìn đội ngũ Tiêu Viêm xuất ra ở chiến trường, cô biết rằng Tiêu Viêm và những người này dư sức đảm đường chính sự. Vì vậy cô đã bí mật đến kho của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc với Tử Nghiên trong khi hai bên đã bắt đầu chiến đấu. Cuối cùng, nó chỉ có thể được coi là một món quà cho cả hai. Bởi vì các thành viên của Mễ Đặc Nhĩ đang bận đối phó với các cao thủ của Vân Lam Tông, không ai quan tâm đến kho lưu trữ cả. Vì vậy, Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên đã dễ dàng vào bên trong, sau đó thu thập các dược liệu, đặc biệt là những thứ quý giá. Bằng cách này, Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa đã dọn sạch kho của Mễ Đặc Nhĩ. Đây cũng là một nguyên nhân Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên không ở bên cạnh Tiêu Viêm lúc này, vì cả hai đang bận là một phi vụ lớn. Mãi cho đến khi trận đại chiến kết thúc, các cao thủ của Vân Lam Tông bị giết, Hải Bà Đông và các thành viên khác của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quay lại, mới biết rằng ngôi nhà kho báu đã bị đánh cắp. Hơn nữa, Hải Bà Đông và những người khác cũng biết Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên thực hiện phi vụ này, bởi vì Tử Nghiên vẫn đang cầm một ít dược liệu trong tay. Nhưng do bà tám Mỹ Đô Toa ở đó, lại vì Tiêu Viêm vừa mới giúp đỡ Mễ Đặc Nhĩ vượt qua khó khăn, nên mọi người đã bỏ qua. Vậy bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận của video này nhé. Cuối cùng thì LTC xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.